Rồi, xin chào tất cả mọi người. Lần trước mình hướng dẫn các bạn bài dòng xướng âm đô trưởng và la thứ. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài một đó, nhưng mà ở được cấp độ khó hơn một chút. Đó là gì? Sự nhảy quãng. Lần trước chúng ta hát những cái nốt mà nó liền bậc, ví dụ đồ, rê, mi, mi, rê, đồ. Thì bữa nay chúng ta xem cái bài thứ hai, nó có một độ khó hơn một chút xíu. Đó là chúng ta giải quyết về vấn đề quãng. Ví dụ như là đồ, mi, đồ, pha. Tức là chúng ta nhảy quãng 3, quãng 4. Vậy thì làm thế nào để chúng ta xem cái chuyện đó và bắt chước làm? Thì sang cái bài này chúng ta có thể về nhà mình sẽ học bắt chước cái bài xướng âm. Và sau đây bạn Mẫn Nghi sẽ làm mẫu cho chúng ta xem. Rồi xin mời các bạn. Đồ rê mê pha sơn la sê đô, đô sê la sơn pha mi rê đô, đô mê sơn đô, đô sơn mê đô. La si do re mi fa sol la, la sol fa mi re do si la, la do mi la, la mi do la. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video clip này. Hy vọng qua video clip này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong vấn đề xướng âm. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.